Chào quý vị các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Mã Nhi của mình. Thì hiện tại mình đang đứng tại xe máy Nam Tiến và đứng cạnh mình là con xe Scoopy. Nhưng mà lần này là cái Scoopy khác, đó là Scoopy lần này là Scoopy của Thái Lan nha các bạn. Mã là ML. Đây. Con xe này có cái gì mà giá nó tới là 75 triệu chưa giấy. Một cái giá khá là cao cho thị trường xe 110. Thì đây, con xe Scoopy các bạn có thể thấy. Đây, mình sẽ phân tích rõ chi tiết hơn. Cái này là cái gọi như là cái trong nghề mới biết thôi. Còn mà những người mà người ta chỉ bán xe Việt Nam, người ta chuyên đi khịa xe nhập đó, người ta cũng không có nhìn lại cái là, trước tiên mình nói luôn, Honda Việt Nam cũng nhập xe về bán cho các bạn như bình thường. Thứ nhất, Made X cũng từ Thái Lan, Monkey cũng từ Thái Lan, Cup 125 cũng từ Thái Lan, CB150 cũng từ Thái Lan. Dạo gần đây thì có con dạng Sport CB150R là nó từ Indonesia. Đó, Honda Việt Nam họ không tự sản xuất được những cái đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai, Honda Việt Nam là tập đoàn toàn cầu. Cho nên á, là các bạn, phần còn lại là do gì? Phần còn lại là do thuế. Thuế. Tại sao thuế bên Indo nó qua Việt Nam nó rất là rẻ, còn không đồng luôn á, mình có thể nói gần như là không đồng luôn, là thuế nhập khẩu không đồng. Nhưng mà Thái Lan lại bị đánh thuế tới là 70%. Thì cái này là mình xin trích luật ra. Cái điều này những cái kênh mà người ta nói là mua xe Việt Nam đồ này kia rồi so sánh là phu chờ Thái với phu chờ Việt đồ này kia, người ta không bao giờ người ta nói với các bạn điều này đâu. Điều này chỉ có những người nào mà đi làm xe nhập á, nhập xe về á mới biết gian khổ như thế nào. Còn những người mà sẵn rồi á là không có biết cái đó đâu. Cái thứ nhất là mình làm cái clip này không phải mình ấy gì hết á, nhưng mà các bạn này là các bạn muốn là các bạn là người dùng thông minh đó, cho nên mình đưa ra cái mức này. Thì á, khi mà nhập về Việt Nam á, nó sẽ có là sản xuất nội địa, COCQ á, sản xuất nội địa là trên 40%, là các bạn được hưởng thuế ưu đãi Đông Nam Á là không đồng. Giống như là Thái Lan á, sản xuất nội địa mà 40%, mấy cái bánh mà chip chip đồ này kia nó nhập qua Việt Nam á, các bạn đi Thái các bạn sẽ biết là nhập thuế hải quan là không đồng. Tuy nhiên xe thì Indo nó sản xuất nội địa là 40%, cho nên của nó là không đồng. Còn xe của Thái Lan nội địa của nó, chỉ nội địa hóa của nó chỉ tầm là 27-30%, 35% là cao nhất, cho nên không đủ 40%, không được đánh thuế không đồng nhập khẩu, mà bắt buộc phải đóng thuế là 70% thuế nhập khẩu. Lý do để hạn chế trốn thuế các bạn, như giờ ví dụ giờ mình nhập hàng Nhật vô, cái mình bỏ vô đây cái mình trốn thuế, cái vô tình Nhật được không đồng thuế của Đông Nam Á, đúng không? Làm vậy là không có được, làm vậy là trốn thuế rất là nhiều ha. Cho nên COCQ có nghĩa là nguồn gốc xuất xứ của linh kiện từng món trong đây luôn, người ta sẽ cân đo đong đếm là đủ 40% là không đồng, không có thuế đồng thuế nào hết. Nhưng mà trên dưới 40%, 39,9 cũng phải đóng 70% thuế, 40 mới được đó. Thì những cái người làm xe nhập khẩu người ta mới biết cái chuyện này. Đó là lý do tại sao Cup 125 của Honda Việt Nam bán luôn, nhập khẩu từ Honda Thái, lại có mức giá là 95 triệu, 100 triệu đó. Kể cả Honda Việt Nam còn phải đi nhập xe Thái về. Cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai là về, nếu mà không sản xuất nội địa hóa thì linh kiện nhập ở đâu? Xin thưa, Thái Lan đa phần nhập từ Nhật về. Thái Lan, hàng Thái Lan, máy móc Thái Lan đa phần là nhập từ Nhật về nha. Chứ không có chuyện mà Thái Lan tự sản xuất mà Thái Lan bị đánh giá thuế cao rồi nhập qua Việt Nam cao rồi này kia, như các kênh mà họ chuyên bán xe nội địa, họ đi cạc khịa kênh bán xe mà nhập khẩu như mình họ nói ha. Rồi, nãy giờ nói xung quanh vòng vòng về thuế quan rồi này kia, giải thích cho các bạn hiểu về giá xe. Và hãy là một người dùng thông minh, tại sao thuế nó cao là do nó nhập ở đâu? Đa phần Thái Lan nhập từ Nhật, cho nên là phải đánh thuế cao, đỡ phải trốn thuế, đúng không? Nếu mà dưới 40% là phải đánh thuế 70% nhập khẩu, cho nên là vậy đi cho nó nhanh ha. Tiếp theo là trước mặt đây là con Scoopy ha.
Thì Cúp Thái á, nó sẽ có cái này là bằng inox, bằng nhôm chứ. Đó, C110. Dàn áo Thái các bạn rời vô nó cứng cáp lắm, nó không có những cái khe hở mà linh tinh ha. Tiếp theo là Cúp Thái á, cái yên này nó sẽ được chia ra nè. Đó, và nó vẫn có những cái đường nét nó tinh xảo hơn, cái nệm cao su nó cũng êm hơn nữa. Đó, máy móc thì như những thập niên mà các bạn chạy Cúp 81, 82, hay là những cái thời đó mà Honda họ chưa có những cái mà nhà máy ở ngoài thị trường á, thì họ làm những cái con xe ở trong nội địa Nhật, thì các bạn biết máy móc Nhật thì nó cỡ nào, nó bền bỉ tới cỡ nào ha. Điển hình đơn giản nhất thôi, con Future là sản xuất tới nay là năm 2022 rồi, nhưng mà cục máy của nó, nếu mà các bạn nào là bên thợ á, các bạn sẽ để ý cục máy của nó là từ năm 2011 tới giờ chưa đổi gì hết. Từ năm 2011 tới giờ Future không hề đổi cục máy luôn, y chang, khung sườn khác thôi, cục máy y chang ha. Lâu lâu làm cái drama cho anh em nó binh giật mình xíu. Còn đây là Scoopy này là hàng Thái nhập qua Việt Nam. Đó, đèn trước là một cụm đèn LED nha các bạn. Bên đây là bóng xi nhan là halogen. Đó, bóng xi nhan là halogen. Tiếp theo là trên đây là có một cái cụm khóa thắng. Đây, một cái cụm khóa thắng để khi các bạn dựng ở đồi dốc rồi này kia. Cúpi á, sở dĩ mà được với phụ nữ mà ưa chuộng á là do cái cổ của nó nè, nó là thiết kế theo nửa ghi đông và nửa cái đồng hồ, cho nên là rất là gọn, nó không có bị cản ngay bên đây các bạn. Đó, tiếp theo là sàn để chân, sàn để chân cực kỳ rộng luôn. Trên đây còn có một cái móc để đồ nè, một cái móc để đồ đó, gập gọn vô được, một cái hộc đựng đồ ha. Trong đây là có sạc luôn. Sạc này á, là mình dùng cái Thái Lan năm nay nó update lên, là sạc này là sạc chuẩn USB các bạn, chuẩn USB luôn. Trong cái hộc đựng đồ có cái sạc chuẩn USB luôn, cực kỳ đẹp ha. Đó, đóng lại, bỏ cái điện thoại vô dừa để mình coi thử cái điện thoại có vô dừa không. Dừa các bạn, điện thoại mình đang xài là Google Pixel, nói chung là nó cũng bự á, nhưng mà cái cốp này dừa các bạn. Mình nghĩ là iPhone 14 mới ra chắc bỏ vô được, iPhone 14 Pro Max luôn chắc cũng còn được. Bên là một cái hộc đựng đồ là 300ml nữa. Đó, và Honda Thái Lan xài khóa Smart Key cho xe này ha. Đó, tiếp theo là mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ thì một nửa là đồng hồ cơ và một nửa là đồng hồ analog. Đây, có nút điều chỉnh, một nút duy nhất. Tiếp theo là hiện chế độ Eco, rồi hiện chế độ Code Pha, xi nhan trái phải, đó, FI các kiểu. Rồi, thì các bạn muốn phân biệt giữa xe Việt Nam, xe Thái Lan và xe Indo, thì mình xin chỉ lại các bạn luôn. Là xe Thái Lan, cái mã của nó là ML gì đó, HJ hay là JK hay cái gì đó. Tiếp theo, xe Việt Nam sẽ là RL và xe Indo sẽ là MH. Đó, bất kỳ xe nào sản xuất ở Thái Lan nó cũng ấy. Và đa phần là tem của Thái Lan, tem chữ của nó sẽ là chữ Thái, tiếng Thái luôn. Đó, tem hướng dẫn của nó là tem Thái luôn. Hàng này là hàng nội địa Thái Lan, nó lắp ráp cho nên là nó không có sản xuất nhiều và đánh thuế 70%, giá chưa giấy 75 triệu ha. Đó, nói thẳng luôn, tại vì do là nó là của bên Thái nhập về. Động cơ là SB 110 phân khối ha, hàng chuyên dành cho các quý bà mà đi chợ. Xe này mình nói các bạn đi chợ một cái mà chỉ cần mà có ai mà xước nhẹ vô thôi là chắc ông giữ xe là ông bỏ bãi luôn, ông không giữ luôn á ha. Thì đó là những cái chi tiết, các bạn hãy là người dùng thông minh, tại vì cơ bản thôi, các bạn nhìn cái catalo của Honda Thái Lan á, các bạn sẽ không thấy xe Việt Nam nào nhập qua bển. Còn các bạn nhìn catalo của Honda Việt Nam á, xe nhập từ phân khối lớn hay là những cái xe như là MSX, Monkey, Cup 125 rất nhiều nha các bạn, rất nhiều. Bởi vậy cho nên là họ hay nó có cái câu là tương đương xe nhập khẩu, là vậy, để là họ muốn khẳng định cái bản lĩnh của họ là đã bằng với xe nhập khẩu. Thì cũng đúng một phần thôi, do là dạo này chất lượng của Honda họ cũng lên,
nhưng mà tuy nhiên là chưa đủ để khẳng định cái tầm quốc tế như là của các nước bạn họ đã làm. Mặc dù là Honda là tập đoàn toàn cầu, nhưng mà là những cái nước bạn họ làm về vấn đề về xe mô tô phân khối lớn hay là những cái giải GP Việt Nam mình chưa có, Honda Việt Nam vẫn chưa tổ chức được cũng như là chưa làm được đó, như là Malaysia, như là Thái Lan ha. Thì cùng đến với channel của mình để thực sự là một người dùng thông minh biết hiểu rõ về thuế quan, về xe nhập khẩu, về xe Việt Nam. Nhớ nhấn like, share, subscribe, ủng hộ channel của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.